Radio Trà Thơm mến chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn bài viết Bóng Bụt nằm trong tác phẩm Cõi Bụt Bao Dung của tác giả Hồng Bối. Bóng Bụt. Như tôi nói là tôi đã không còn những ước mơ lớn lao, chỉ thích sống an nhàn, vui thú điền viên với lời kinh tiếng kệ. Suốt thời gian này, tôi tạm quên cuộc đời, quên mọi người, để ngày qua ngày nằm đu đưa bên chiếc võng dưới mái nhà tranh, đọc lời kinh câu kệ của Bụt. Tôi nghĩ mình là người có nhiều may mắn nên mới được đọc những bài kinh xa xưa nhất mà Thầy Nhất Hạnh thường gọi là Đạo Bụt Nguyên Chất hay Kết Mục Tràng Hoa. Nguyên chất bởi nó rất cổ xưa cả văn lẫn nghĩa, được Bụt nói vào những năm người mới chứng đạo. Tràng Hoa là người đã đọc hết các kinh điển và chọn ra những ý kinh, ý kệ mang tính chất cốt tủy của Phật Pháp, rồi sâu thành một tràng. Nếu những vết chân của Đức Khổng Tử đã từng in khắp xứ Trung Hoa, từ Hoàng Hà trải qua Tề, Lỗ, Tống, Vệ hơn ngàn dặm, xuống phía Nam cho tới nước Xài, nước Sở, thì những bước chân đất trần mộc mạc và lặng lẽ từ bi của Bụt cũng đã thấm toàn cõi Ấn Độ rộng lớn. Người đã vượt qua sông Hằng rồi theo bờ sông đi về hướng đông qua các nước Magaha, Kosala, Vachi, Mala, Seti, Vamsa cho đến Kuru xa xôi. Những bước chân nhẹ nhàng của Bụt in dấu đến đâu thì toàn dân nước ấy được thấm nhuần chân lý yêu thương, chân lý hiểu biết. Kể cả những ông vua tàn ác, hung bạo nhất cũng trở thành những người lãnh đạo nhân hậu, sáng suốt, hiền từ nhất. Trải qua hơn 2.600 năm đến nay, dấu chân Bụt vẫn chưa mòn. Bước chân ấy vẫn còn đi, đi mãi, đi quên cả ngày tháng, đi vì tình thương. Nên có một thời gian, người ta gọi bước chân ấy là những bước chân của triết gia lang thang. Đi một mình, về một mình và lặng lặng đi vào im lặng vô ngôn. Bụt im lặng, Chúa im lặng, Khổng Tử im lặng, rồi Lão Tử cũng im lặng, cưỡi trâu đi về miền hoang vu Tây Bắc, biệt tâm, biệt tích. Sự im lặng của Bụt đủ làm rúng động cả tam thiên, đại thiên thế giới. Người có nhiều lòng từ bi thì ưa thích cảnh núi rừng, người có hiểu biết rộng thì thường thích sự yên lặng của miền sông nước. Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy. Trong kinh Pháp Cú có nói về tĩnh lặng. Hươu nai thì thích trở về sống đồng cỏ, chim chóc thì ưa thích không gian thênh thang, người trí, người du sĩ thì luôn muốn trở về niết bàn tĩnh lặng. Bởi thế Bụt mới có tên là Mâu Ni. Mâu Ni là tĩnh lặng, người đạt tới bình an, không còn nắm bắt mong cầu, hoàn toàn vững chãi, thảnh thơi, người đã thông đạt mọi lý lẽ giữa cuộc đời. Một hôm, đứng trước muôn ngàn trang kinh Phật, tôi bỗng ngẩn ngơ bắt gặp sự im lặng của người. Một quyển kinh chứa vô số quyển kinh, vô số quyển kinh chứa một quyển kinh. Mỗi quyển kinh là mỗi hóa thân của Bụt, thì 10 quyển kinh là 10 vị Bụt. Thế thì Bụt có mặt khắp nơi mà tôi thường không nhận ra. Bụt dạy đủ điều chân lý. Đến nay tôi đã hiểu được thế nào là giá trị cuộc đời. Trang kinh nằm đó, chỉ cần dở ra là thấy được lời Bụt dạy. Bao quyển kinh, bao lời dạy. Kinh Xa Lìa Ái Dục, Bụt dạy buông bỏ ân ái. Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua,
Bụt dạy con đường tu đạo là con đường tịnh hóa. Kinh Viên Giác, Bụt dạy thiền định công đức. Kinh Phòng Hộ, Bụt dạy phương pháp tu tập căn bản. Kinh Kim Cang, Bụt dạy lìa các tướng. Kinh Pháp Hoa, Bụt dạy về nhất thừa pháp. Kinh Hoa Nghiêm, Bụt dạy xử lý viên dung. Kinh Bát Nhã, Bụt dạy quán không. Tôi nghe đâu đó nói, người Do Thái mặc dù đã mất đất nước cả ngàn năm mà vẫn còn, là vì người dân còn biết ngày đêm đọc kinh Cựu Ước. Nên nghĩ ở đâu vắng hình bóng Bụt thì ở đó sẽ có nhiều bạo động, khổ đau và vận nước cũng loạn lạc. Mỗi ngày tôi đọc kinh Phật và hành theo lời người, là mỗi ngày tôi tìm được bình an. Đã là con người thì ai cũng có chất phàm, nhưng mỗi lần đọc kinh là tôi đang tưới tẩm chất thánh, chất Bụt, nuôi dưỡng đời sống hàng ngày. Đọc kinh để nghe chuyện tích xưa việc cũ của Bụt, để cảm nhận hương vị yên bình hỷ lạc. Và đọc kinh là trầm tư cảm nhận, là tịnh tâm để lời kinh rót hương Phật vào lòng. Có một thời Bụt buồn lắm, buồn đến nỗi người phải bỏ tăng chúng mà đi. Nghe nói năm đó ở Kosambi xảy ra một vụ tranh chấp giữa thầy kinh sư và thầy luật sư tại tu viện Gosira. Thầy kinh sư dùng nước rửa mặt xong đã không đổ hết phần nước còn sót trong chậu. Thầy luật sư thấy, cho là thầy kinh sư đã phạm luật. Trong khi ấy, thầy kinh sư nói mình không xem việc bất cẩn là phạm giới. Nguyên do chỉ có thế, nhưng bên nào cũng vì lòng tự ái cá nhân nên đã làm cho tăng đoàn gây cuộc nội kết trầm trọng. Một bên ủng hộ thầy kinh sư thì cho rằng bên kia vu khống, bên ủng hộ thầy luật sư thì nói rằng bên này là vọng ngữ. Cuối cùng họ chia thành hai phe, họ công khai xung đột và thậm chí không còn nhìn mặt nhau. Trong khi ấy, Bụt vẫn đang an cư một mình ở tỉnh xá sát bên tu viện, người vẫn chưa hay biết chuyện xảy ra trong tăng đoàn. Một số quý thầy thấy tình hình mỗi ngày mỗi căng thẳng nên đã tìm đến Bụt và nhờ Bụt can thiệp. Bụt khoác áo cà sa và thẳng tới tu viện. Người bảo thầy Nagita triệu tập đại chúng. Khi đại chúng đến đầy đủ, Bụt nói: xin quý thầy hãy chấm dứt cuộc tranh chấp và gây chia rẽ trong tăng đoàn. Nếu có chuyện bất hòa, xin quý thầy hãy ngồi xuống họp và suy xét. Xin quý thầy trở về sự tu học mà bỏ đi sự tự ái giận hờn. Một thầy đứng lên thưa: Thế Tôn, xin người đừng xen vào chuyện này. Chúng con lớn rồi, chuyện này chúng con tự giải quyết được. Xin người hãy kham nhẫn an trú trong thiền định và đừng lo lắng gì cả. Thầy nói xong, Bụt im lặng, hội chúng im lặng, tảng đá huyền im lặng. Im lặng nằm sâu trong lòng người im lặng. Lòng người im lặng tuyệt cùng vi lô. Và rồi Bụt lặng lẽ đứng dậy, trở về tịnh xá, lấy bình bát đi vào thôn xóm khất thực. Khất thực xong, người vào rừng thọ trai. Thọ trai xong, người ôm y bát rời thành phố Kosambi, hướng về phía bờ sông mà đi. Người đi một mình, không ai biết người đi đâu, kể cả thầy thị giả. Một thời gian sau, tu viện Gosira vắng bóng Bụt, ai cũng nhớ. Rốt cuộc, những thầy đứng ngoài vụ tranh chấp sắp xếp để hai bên đi đến hòa giải, và rồi mọi người cùng đi tìm Bụt. Nghe chuyện tích xưa việc cũ của Bụt, tôi đã rất cảm động. Cảm động nhất là lúc Bụt buồn chuyện quý thầy và vào sống một mình ở trong rừng Rakita làm bạn với các loài hoang dã. Đời Bụt thật gian nan, lắm lúc cũng cô đơn.
Cố nhiên, sự cô đơn của người là đem lại lợi lạc, an vui cho chúng ta. Sự cô đơn của người tạo nên một sức mạnh phi thường của người hướng nội, của người vượt ra khỏi buồn, vui, ưa, ghét, giận, hờn, của người tìm được nguồn yên bình vắng lặng thật sự, của người tách mình ra khỏi xã hội ồn ào, náo động, đến nơi hoang vắng tĩnh lặng, tìm ra đạo lý giải thoát, rồi mang đạo lý giải thoát về, phổ biến cho mọi người. Nếu không có sự đơn độc hoang vắng ấy, hẳn sẽ không có sự khai sáng đạo từ bi như ngày hôm nay. Chỉ có sự cô đơn hướng nội mới làm nên sức mạnh thành công. Như Charles Darwin hay tản bộ một mình trong rừng và từ chối mọi lời mời vô nghĩa. Steve Wozniak, nhà sáng tạo máy tính Apple đầu tiên, ngồi lặng lẽ trong chiếc hộp của mình ở Hewlett. Hay Bob Dylan, dù muốn hay không, luôn chấp nhận cô độc trong sự lựa chọn của riêng mình. Trong một đoạn sử đã diễn tả nỗi đơn độc của Bụt khi người đang trong quá trình đi tìm chân lý giải thoát như thế này. Sự hiu quạnh của rừng già thật khó chịu, thật khó tìm an lạc trong đời độc cư. Ban đêm, khi ta ở lại những nơi heo hút khiếp đảm kia, chỉ một con vật đi ngang qua, hay một con công làm gãy cành cây, hoặc gió thổi xào xạc giữa đám lá, ta cũng đầy kinh hoàng hoảng sợ. Cố nhiên, phải cần nhiều thời gian, người mới có thể khắc phục được nỗi sợ hãi kia bằng tinh thần tự chủ. Có lẽ vất vả và khắc khổ nhất là lúc Bụt thực hành phương pháp khổ hạnh. Hãy lắng nghe, cảm nhận sự cô độc của người. Người sống lõa thể và không nhận các loại thức ăn đem đến, nhưng phải đi khất thực các thứ rau quả ngũ cốc cho riêng người. Tại mỗi nhà cúng dường, người nhận và chỉ ăn chừng một nắm tay, có khi lại hạn chế ăn uống, chỉ một lần trong 7 ngày. Những khi khác, người lại ăn thứ cây mộc hoang. Vào mùa lạnh, mặc áo quần toàn dễ rách, vải liệm tự thi, da súc vật khô, rơm cỏ hay vỏ cây. Người không cắt râu tóc mà chỉ nhổ chúng ra. Người không ngồi mà chỉ đứng, dựa lưng hoặc chầm hõm trên gót chân. Nếu cần nằm thì nằm trên gai nhọn. Người bỏ tắm rửa, cứ để mặc lớp đất bụi bám đầy, tự rụng ra. Đồng thời, người thực hành hạnh từ bi cực độ, không làm hại sinh vật nào và thương xót luôn cả giọt nước, vì sợ làm tổn hại đến những sinh vật nhỏ bé trong ấy. Người chạy trốn đám người chăn bò, cắt cỏ và kiếm củi lúc họ vào rừng và ẩn mình thật kỹ. Về chỗ ở, người sống suốt mùa đông Ấn Độ từ tháng 12 đến tháng Giêng trong rừng thưa và ban đêm. Khi nhiệt độ xuống tới gần 0 độ C, người sống ngoài trời. Còn mùa hạ vào tháng 5, 6, người làm ngược lại là sống ban đêm trong rừng rậm giữa làn không khí ngột ngạt, oi bức, và ban ngày lại sống ngoài trời dưới cái nắng gay gắt. Ở đây, người thường sống trong các nghĩa địa thiêu xác. Đôi khi, người còn ăn những thứ không phải là thức ăn thông thường của người khổ hạnh. Người nhịn ăn đến độ, vì ta ăn quá ít mỗi ngày, nên cơ thể ta trở nên hết sức gầy yếu. Tay chân ta như các lóng tre khô đầy khúc khuỷu. Hai bàn tay của ta trở thành giống như móng trâu. Xương sống và cục tủy lòi ra trông giống chuỗi hạt. Xương sườn ta lộ rõ như ruồi cột của ngôi nhà đổ nát. Đồng tử của ta nằm sâu trong hố mắt thâm thẳm, long lanh giống như giếng nước, long lanh từ giếng sâu. Da đầu ta khô héo như trái mướp đắng được cắt đem phơi nắng, khô héo nhăn nheo. Nếu ta muốn sờ da bụng thì ta đụng nhầm xương sống, vì hai thứ đã dính sát vào nhau. Nếu ta muốn đi đại tiện hay tiểu tiện,
thì ta ngã úp mặt xuống đất. Nếu ta chà sát tay chân thì đám lông hư mục rụng xuống trong tay ta. Nỗi cô độc của Bụt từng trải qua như thế mà mấy ai hiểu được. Còn nhớ, vì muốn nương gót Bụt nên vua Trần Nhân Tông sau khi đánh bại đội quân của Hốt Thất Liệt giữ vững bờ cõi thì năm 1299 ngày vào núi Yên Tử và sống đời khổ hạnh của một vị chân tu, hứt từ sự hưởng thụ của thế gian, sống khắc khổ một mình một bóng, lẻ loi cô liêu trên đỉnh Phù Vân mây ngàn. Vì sao ngài đắc đạo trở thành Phật Hoàng của đất Việt chúng ta? Đến nay, dấu tích Am Ngọa Vân hẳn còn sừng sững. Tháp lưu di cốt của Phật Hoàng vẫn y linh rêu xanh, cô đơn lặng lẽ theo vết thời gian. Nên sự cô đơn của chúng ta chẳng thấm vào đâu so với nỗi cô đơn của Bụt, của vua Trần. Và tất nhiên, sự cô đơn của chúng ta cũng chính là nỗi cô đơn của Bụt. Niềm ưu tư của chúng ta cũng là niềm ưu tư của Bụt. Sự an vui của chúng ta cũng là sự an vui của Bụt. Bởi vậy, Bụt không bao giờ muốn xa chúng ta. Nếu Bụt xa chúng ta, người đã không là Bụt. Hơn 2.600 năm đã qua, thông điệp của Bụt vẫn và đang còn thích hợp giữa cuộc đời này. Dĩ nhiên, Bụt là một biểu tượng cao đẹp, lâu dài nhất của nhân loại cho đến ngày nay. Nên Bụt là người nghệ sĩ lang thang không ngày tháng. Hiển nhiên, người nghệ sĩ như Bụt phải có cái gì đó đặc biệt cho chúng ta mới theo người chứ. Tôi chợt nhận ra là người cho chúng ta sự bình an và lòng từ bi hiểu biết thương yêu. Nếu không có lòng từ bi hiểu biết tròn này, có lẽ con người chúng ta đối xử rất tàn nhẫn với nhau. Mặc dầu Bụt đã giải thoát vượt ra khỏi sinh tử luân hồi, nhưng sợi dây hữu duyên giữa Bụt và chúng ta thì vẫn gắn kết. Cho nên Bụt mới luôn giữ chút bụi trần y tế nơi đầu ngón tay, để cho mọi người chúng ta mỗi lần thấy Bụt là thấy chút gì dính dáng đến mình, đến người thân của mình. Có thế Bụt nói chúng ta mới chịu nghe. Khi nào người búng bụi trần là hết, còn để bụi trần là còn liên hệ. Nên Bụt không xa chúng ta, chỉ có chúng ta là hay xa Bụt. Viết đến đây, tôi chợt nhớ bài Tìm Nhau của thầy Nhất Hạnh, mà hồi nhỏ, mỗi tối sau buổi trì kinh, tôi thường được ngồi lại hát theo lối thiền ca. Nhịp điệu và ca từ đã làm tôi cảm động. Tôi đã khóc. Tôi nhủ thầm: Bụt ơi, con diễm phúc quá, vì con vẫn còn nối gót chân của người. Dù cuộc đời có buồn hay vui, thảnh thơi hay hệ lụy, trong con vẫn nuôi lý tưởng, vẫn chọn con đường tỉnh thức, làm an lạc cuộc đời. Con chỉ muốn Bụt là tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối của con. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Con đã rong ruổi vạn nẻo đời hiểm trở, đã từng đau khắc khoải với trăm thương ngàn nhớ trên bước đường hành hương. Con đã đi tìm Thế Tôn trong tận cùng hoang dã, ngoài mênh mông biển lạ, trên tuyệt mù cao sơn. Con đã từng nằm chết quạnh hiu trên cánh sa mạc già. Con đã từng cố giấu lại vào tim những dòng lệ đá. Con đã từng mơ uống những giọt sương lấp lánh hành tinh xa. Con đã từng ghi dấu chân trên non bồng diễm ảo. Con đã từng cất tiếng kêu gào dưới ngục A Tỳ mòn mỏi hư hao. Bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo.
con biết nằm trong trái tim con là niềm tin diệu kỳ, thâm sâu và uyên áo, là Thế Tôn có mặt đó, dù con chưa biết đích xác Thế Tôn đâu. Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa, Thế Tôn với con đã từng là một, rằng khoảng cách giữa hai ta không thể dài hơn quá một nhịp tâm đầu. Chiều hôm qua bước đi một mình, con thấy lá thu rơi đầy lối cũ, và vầng trăng treo trước ngõ đã xuất hiện bất thần như bóng hình người cũ. Rồi tinh đậu xôn xao báo tin là Thế Tôn đã có mặt nơi này. Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lộ, chớp lòe qua cửa sổ, trời lên cơn bão tố, đất trời như giận dữ. Nhưng cuối cùng trong con, mưa cũng tạnh, mây cũng tan. Nhìn ra cửa sổ, con thấy phần trăng khuya đã hiện, và đất trời đã thật sự bình an. Tự soi mình trong gương nguyệt, con thấy con, và con bỗng thấy Thế Tôn. Thế Tôn đang mỉm cười. Ô hay, vầng trăng thảnh thơi vừa trả lại cho con tất cả những gì con ngỡ rằng đã mất. Từ khoảnh khắc ấy, từ phút giây miên mật, con thấy không có gì đã qua, không có gì cần phục hồi. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng nhìn con nhận mặt. Nhìn đâu con cũng thấy nụ cười Thế Tôn, nụ cười của không sinh không diệt, đã nhận được tự gương nga. Con đã nhìn thấy Thế Tôn. Thế Tôn ngồi đó vững như núi Tu Di, bình an như hơi thở. Thế Tôn ngồi đó như chưa bao giờ từng vắng mặt, như chưa bao giờ trên thế gian đã từng có cơn bão lửa. Thế Tôn ngồi đó yên lặng và thảnh thơi. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Nước mắt con không cầm nổi, con ngồi đó im lặng. Trời xanh cao, núi tuyết in nền trời, và nắng treo phơi phới. Thế Tôn là tình yêu đầu, Thế Tôn là tình yêu tinh khôi, nghĩa là không bao giờ sẽ cần tình yêu cuối. Người là dòng sông tâm linh, tuy đã từng trải qua hàng triệu kiếp luân hồi, nhưng luôn luôn còn mới. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Thế Tôn là bình an, Thế Tôn là vững chãi, Thế Tôn là thảnh thơi, người là Bụt Như Lai. Con nguyện một lòng nuôi dưỡng chất liệu thảnh thơi, chất liệu vững chãi, và truyền đạt tới mọi loài hôm nay và ngày mai. Cơn gió nhẹ cuối mùa, tru chuông nhạc lâng lâng xa mù. Những giấc mơ của Bụt vẫn còn với chúng ta. Chúng ta là sự tiếp nối của người. Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Người đang cho con có hướng đi sáng đẹp, và ươm nở lòng Bồ Đề giữa cõi thế phiêu linh mộng ảo. Cứ thế, dòng thời gian tụ tụ tán tán. Cái gì ở lại mới là cái đáng trân quý nhất. Bên chén trà trầm tư, Đức Bụt Thế Kỷ còn ngồi giữa lòng nhân thế. Đời bao chuyện nhiễu như phiền muộn, có lẽ tôi cần lắm sự yên bình bên Đức Bụt bao dung, hôm nay và mai sau. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Bóng Bụt
trong tác phẩm Cõi Bục Bao Dung của tác giả Hồng Bối. Radio Trà Thơm chúc các bạn luôn an yên và hạnh phúc.